Việt Nam nó cấm nên là khá rất là khó về. Hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn để có Corona, Garoza và mô trục mô hình PPG cho các bạn xem. Đây, đây chính là chọn bộ của cầu Garoza. Chảo này. Đây, bỏ hết đây. Mở PPG nhé. Rất là nhiều phụ kiện đi kèm cổng Corona này, cổng Corona là Corona. Bây giờ mình sẽ lắp ghép vào ống ngắm này X3, khẩu này ngắm X3 này có thể ngắm được nhé, ngắm này có thể ngắm được nhé, các bạn lưu ý nhé, các bạn không phải hỏi nữa, khả năng ngắm được nhé. Cái này đèn này các bạn nhìn này, đèn nhé, có pin, có pin sẵn trong này, đèn xanh. Đó, các bạn thấy chưa? Để xanh. Đấy, đưa vào đây để ngăn điện nó không tiếp xúc. Giờ mình sẽ lắp vào nhá. Cái này kính bảo vệ mắt. Đó. Đạn này, đạn kèm. Để thêm cắm đây nhá. Đó. Ngắm này. Chưa? Ok chưa? Ok chưa? Đấy, tiếp theo là X3. Corona X3. Corona X3. Đó, lắp trên này. Băng đạn, đây là băng đạn này. Pin. Đây là pin, đây là sạc pin này, dây USB để sạc pin này, đây là pin. Đây là bình đựng đạn. Đây chúng ta sẽ ngâm nước xong cho to vào đây. Cho đây, sau đó là chúng ta xoáy này vào. Chúng ta xịt vào đây. À, cho đây. Đó, rất vừa. Dây đeo. Đó. Chọn bộ của Corona bên mình nó là như vậy. Pin, vị trí pin thì các bạn sẽ lắp ở phía trên này. Đây. Cậy ra nhé. Đó. Chúng ta sẽ lắp vào đây. Có thể là cái camera hơi khó coi, các bạn thông cảm cho mình nhé. Đó. Thì cái này thì nó sẽ gồm có 3 chế độ, một chế độ liên thanh và một chế độ bắn bằng tay. Đây là sẽ là chế độ bắn bằng tay này, bóp cò nó sẽ không bắn. Thì các bạn muốn bắn thì các bạn phải lên đạn về đây. Đó. Thì các bạn bóp cò này. Đó. Thì chúng ta bật ra chế độ liên thanh. Đây, mình sẽ qua chế độ liên thanh này. Đó, auto này, chế auto này. Thì các bạn bắn nó sẽ bắn bằng pin nhé. Đây, nhìn này. Đó, các bạn bóp cò sẽ bắn này, nhìn nhé. Cái này nó gồm có 2 chế độ cho nên là bắn rất tiện lợi. Đây các bạn này, các bạn có thể xem lại Corona nhé. Đấy, bạn nào muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Số điện thoại bên mình có để trên góc màn hình. Khẩu này là ở trong thính của game PUBG. Đấy. Đây là đạn bắn nhá, đạn thạch đây. Mình đã ngâm rồi, sau đó bây giờ mình sẽ cho vào băng mình bắn thử nhá. Đây, cho vào băng. Các bạn có bình kia thì các bạn cho vào bình, sau đó cho cái phễu phễu đấy, các bạn rót vào thôi. Để chúng ta bắn được thì nhanh thì chúng ta bấm cái nút này. Đấy, các bạn thấy chưa, khi nào nó lên đến đây là được này. Đấy, có viên đạn trên này này. Đây, viên đạn đây này. Đấy, bây giờ mình sẽ đi bắn thử cho các bạn xem. Do bây giờ tập bắn bây giờ bên mình nó đang hết nên bây giờ mình sẽ bắn thử vào tường cho các bạn xem nhé. Khá là khỏe nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ nhấc ra. Khá là khỏe này, nhìn này. Mình bắn nát luôn cái lá kia nhá. Đấy. Đấy, các bạn có thể nghe tiếng nó anh rất là khỏe. Đó, rất khỏe. Đấy, khỏe cực kỳ luôn. Rất là khỏe, bạn nào cần mua khẩu Corona này liên hệ bên mình nhá. Đấy. Khỏe cực kỳ luôn. Đây là chạy pin 7,4V cho nên là rất là khỏe. Hết đạn rồi. Đó, ok.